Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện như này. Mà câu chuyện này nó có thực tế, nhưng không phải là tôi nói mà tôi chém gió cho các bạn đâu. Đây là tôi đã gặp một con trường hợp, một con Lacetti, là con xe nhập đời 2010. Tức là các bạn đã nghe từ xe nhập thì các bạn biết rồi, mà cái dòng Lacetti mà Chevrolet làm cũng rất là khó chứ không dễ. Và cái dòng đấy nếu như mà nó đã báo lỗi, nhiều con ấy, kể cả có vào hãng làm, cũng chỉ hãng cũng chỉ dám khẳng định là 50-50, chứ không dám khẳng định hết 100%. Thì cái con này nó bị cái tình trạng này, lúc đầu vào sửa nó chỉ bị mỗi cái là ăn dầu, khói, vào có thể là đại tu hoặc là thay sách măng. Thì hôm đấy là vào là chỉ có là làm cái đấy là mình thay sách măng thôi. Làm xong đâu đấy hết thì nó có một cái nguyên nhân là như thế này, mà con này là bị sửa mất gần chục ngày, tức là đi hết tất cả các thầy thợ, kể cả gọi là cao thủ nhất cũng đã tìm đến để có những người có thể làm về cái dòng này, chuyên về dòng này. Nhưng mà nó bị một cái bệnh như này này, lúc đầu lổ máy lên thì khởi động thì nó tắt cái đèn báo check. Thế nên khi mà ga lên, tức là mình ga đạt vòng tua lên, vòng tua tầm 2.000 đến 3.000 vòng phút ấy, là bắt đầu đèn check bắt đầu nó báo thì có thể mình cắm máy đọc lỗi vào, thì máy đọc lỗi ấy, thì có báo là cái bàn thông minh ấy, là nó bị kém. Thế bắt đầu mới thay con đấy vào, cả thay mới hoặc thay bãi vào, xong nó vẫn bị cái hiện tượng đấy. Thế thì có lúc máy báo chỉ có báo lỗi là sai cơ hoặc sai cam, mà riêng dòng con xe đấy đặt cam thì rất dễ, bởi vì là nếu như mà mình không biết thì đặt nó khó. Mình biết rồi thì là cái đằng sau cái trục cam ấy, đằng sau trục cam nó có cái hai con này nó đời nó hai cam thì nó có cái rãnh đấy, thì mình làm sao mình xử lý. Nó có một cái thanh dưỡng thì mình đặt vào là mình làm sao cho dưỡng hai cái đấy nó thẳng với nhau, nó giao nhau là được. Nếu mà lấy dấu cơ thì có thể mình quay cái trục cơ lên đỉnh bê tông, bởi vì làm sao con này phải lấy dấu ở cái đấy, bởi vì là cái đầu của cái buli trục cam này nó lại không có dấu, mình lấy theo đấy, bởi vì cái đầu buli trục cam nó lại quay trơn, nó không có gô đấy, nó lại có gô thì nó còn dễ, con này đặc biệt là không có gô. Thế thì là cứ đặt như thế thì là đi đến thợ nào thì cũng khẳng định là rất là chuẩn rồi. Nhưng mà tại sao là cái nguyên nhân mà cứ ga lên là đèn báo lỗi lại xuất hiện, nhưng mà mình tắt máy đi, mình khởi động lại thì đèn báo lỗi nó lại tắt. Xong bắt đầu ví dụ như mình ga đặt vòng tua lên nó lại báo lỗi lại như thế này. Máy nó chỉ có báo là như thế, báo là của cái trục cam lỗi, một là sai cam, hai là không đủ áp suất để cho cái van thông minh ấy, mình gọi là van đóng mở cửa dầu của cái van thông minh, nó lắp ở ngay cái đầu trục cam. Nó có hai con này nó có hai con hai bên đi, nó cũng báo là cái áp suất dầu nó không đủ để nó mở được cái con van thông minh đấy, đâm nên nó cứ báo lỗi. Khi làm hết tất cả rồi, thế là có người phán phán là con này là bị chết biên ba lê. Thế lại hạ cả máy xuống, làm lại thay cả biên ba lê, lắp lên vẫn bị hiện tượng đấy. Có người là phán là bơm dầu máy nó không đủ áp, thay cả bơm dầu mới, nhưng mà cuối cùng vẫn không đúng bệnh. Thế là trong về sau là nó bị cái hiện tượng là mãi về sau thì mình mới lục lại là xem là cái tình trạng ban đầu khi bắt đầu ô tô vào xưởng là nó bị làm sao, và mình mới bắt đầu mới tìm hiểu. Tức là cái lúc đấy thì là có một anh thợ, tức là tháo cái lắp của cái cốc lọc dầu ấy. Cái con này nó lại là cốc lọc dầu giấy, tức là không phải là cái cốc lọc dầu bằng sắt như những loại dòng xe khác. Hỏi lại thì mới bảo là khi tháo ra cái lọc dầu ấy, bằng giấy này nó vỡ vụn rồi, mới dùng kìm để gấp thì làm sao nó lại trong cái đấy nó lại có cả cái lò xo. Và mình cảm giác như kiểu nó là một cái gì đấy, nó như kiểu là cái van, nó dạng van một chiều ấy. Và trong cái đó nghi ngờ cả cái đường dầu lên đúng không, thì tháo hẳn cái lắp của cái đựng cốc lọc dầu ra, đè một phát thì dầu nó phun rất là mạnh. Nhưng mà cái độ mạnh ấy thì nó không đủ áp để nó thắng được cái mà khi mình ga lên mà nó đủ áp suất dầu, mà lúc cái máy nó lổ nó rất là gọn nhưng nó không êm. Thế thì bắt đầu mới hỏi, thì bắt đầu mới cái anh thợ ấy bảo là cái lúc gấp thì thấy có vài cái lò xo. Đấy thì lúc ấy mới nghi ngờ ngay là ở cái đứt cái cốc lọc dầu này nó có một cái van, là khi mình lắp cái lọc dầu, cái lọc giấy này vào thì cái lọc giấy nó sẽ đè vào cái van đấy,
Đá cái van đấy thì là bắt đầu khi lỏ máy lên là bắt đầu nó mới cái áp nó mới đủ. Cuối cùng là quyết định là thay cái cả một cái vách đựng cái bầu lọc dầu ấy. Khi sau khi thay xong cái là ngon ngay, tức là cái tiếng máy lỏ nó cũng êm và cái bệnh báo đèn check là cũng hết luôn. Đấy là tôi chia sẻ cho các bạn một cái kinh nghiệm tôi cũng đã gặp và đã va vào cái hiện tượng của cái con Lacetin. Đợt đấy là nó vật mất một chục ngày, tháo đi tháo lại lên xuống rồi đi không biết bao thầy thợ, đến thầy thợ nào cũng cắm máy và cũng bảo là thế nọ thế kia, mà cuối cùng nó bị một cái bệnh rất đơn giản mà cái nguyên nhân nó là như vậy. Thì tôi có chia sẻ cho anh em thì anh em có thể là tham khảo. Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Anh em vào cái group này thì có thể chia sẻ được các cái câu hỏi mình muốn hỏi. Trong cái group này nó rất là nhiều anh em thợ đã có kinh nghiệm lâu năm, thì các anh em thợ đấy là có thể tư vấn cho các bạn.